Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay tiếp tục như lời hứa, Hiếu chia sẻ về vấn đề nhà cửa ở Mỹ. Như quý vị biết, ở Việt Nam mình ông bà có câu là an cư thì mới lạc nghiệp. Nhưng ở Mỹ thì sao các bạn? Ở Mỹ thì người Mỹ họ có câu nói là khác, là lạc nghiệp mới an cư. Ở đây thì nếu như chúng ta có công việc thì chúng ta mới tính tới chuyện nhà cửa cho nó ổn định. Còn nếu mà chúng ta mà tính ổn định nhà cửa mà công việc không có thì chúng ta cũng phải mua đi thôi. Và đây mình đang sống ở một cái dãy nhà này của Mỹ, nó gọi là dãy nhà phố. Vấn đề mua nhà ở Mỹ không quá khó. Mỹ thì mua nhà cũng đơn giản lắm, nó không giống như ở xứ mình. Bạn muốn có nhà thì chỉ cần ở Mỹ 2 năm làm việc, tí nói là có income, thu nhập 2 năm ổn định và đang còn làm việc, chứng minh được đang làm việc, thì các bạn có thể thực hiện cái việc là mượn loan để mua nhà. Mượn loan nghĩa là mượn tiền của ngân hàng rồi mua nhà trả góp. Rất đơn giản thôi. Nhưng vấn đề chọn một căn nhà như thế nào cho phù hợp với khả năng của mình lại là một vấn đề. Và hiện tại ở khu nhà Hiếu đang sống, nó có 3 loại nhà. Đó là nhà townhouse, nhà condo và nhà single house. Thì mình lại lựa chọn cái giải pháp là mình ở nhà townhouse. Lý do mình không có thời gian, không có thời gian nhiều để chăm sóc căn nhà. Và mình cũng không có con cái để mà phải lo lắng về cái chuyện mà nó ồn ào gây phiền phức cho hàng xóm. Và mình cũng không cần phải cái nhà quá to để chăm sóc nó, cho nên là mình liệu cơm gấp mắm, mình ở nhà townhouse. Thì đây căn nhà của mình đây quý vị thấy. Hôm qua nói chuyện xe rồi, nay nói chuyện nhà. Thì bây giờ thôi mời các bạn đi với mình một vòng để mình cho các bạn thấy khu nhà ở đây. Và xin báo các bạn một tin vui á, nếu các bạn qua Mỹ định cư, các bạn muốn mua nhà nhanh thì các bạn cũng chẳng cần phải chờ 2 năm đâu. Nó có chương trình mới bây giờ. Chỉ cần các bạn có 1 năm income và làm sao bạn chứng minh được 1 năm ở Việt Nam các bạn có thu nhập, cái nghề nó gần gần giống như ở Mỹ là các bạn có thể mua nhà được. Cái đó là chương trình mà người bạn tôi sẽ giúp cho các bạn làm được điều đó. Bây giờ thì Hiếu sẽ lái cái khu này á, là cái khu townhouse trước, rồi sau đó qua cái khu gọi là single house để quý vị biết. Rồi bây giờ mời quý vị đi mình. Xin chào quý vị nha. Bây giờ quý vị đang thấy trước mặt quý vị á, đây là cái khu này gọi là nhà townhouse. Townhouse có nghĩa là nhà phố, nhà liền kề. Bây giờ mình đi vô khu này cho quý vị thấy thì cái là nhà nó san sát nhà. Nhà san sát nhà như thế này. Một cái lốc như vậy có thể là 6 căn đến 8 căn. Đó, thì người ta chia từng lốc nhà khác nhau thì nhà nào nó cũng giống nhau hết các bạn. Thì một cái nhà như vậy thì ở trong nó có đầy đủ hết. Khoảng 2 phòng tắm hoặc là 2 phòng tắm rưỡi, 2 phòng ngủ đến 3 phòng ngủ tùy theo. Có cái thì có cái basement là cái tầng hầm, có cái thì không có. Thì một cái diện tích căn nhà như thế này ở cái khu này là khu mới, nó build ở năm 2013-14 các bạn, trong khoảng đó như quý vị thấy nè. Thì cái căn bìa nó mắc hơn, căn bìa thì khoảng cỡ giá hiện tại thời buổi này năm 2018 thì khoảng cỡ 180-190 ngàn một căn. Còn căn trong á thì khoảng cỡ 160-170, bắt hơn 10-20 ngàn. Thì đây là cái dạng nhà townhouse. Thì bạn thấy Cần Thơ á, nhiều căn nó xài chung Cần Thơ thế này. Thì cái diện tích của nó là nó vậy thì bề ngang có thể là 6,5 m, bề dài khoảng 13-14 m. Thì giờ có 2 gara. Thì đây là cái khu townhouse. Bây giờ mình sẽ mời các bạn qua một cái khu khác. Nó có condo. Có nghĩa là nó vừa là townhouse mà đồng thời cũng là cái dạng condo nữa. Condo có nghĩa là giống như dạng nhà chung cư á. Mặc dù nó giống townhouse nhưng mà nó có condo, coi nè. Thì nó có thể gara nhỏ ở dưới, gara lớn kế bên, thì ở dưới đất á thì lại là của chủ khác, trên lầu chủ khác. Cái này một cái nhà vậy chứ mà hai tầng là hai hộ khác nhau. Thì nó gọi là condo. Đó là cái khu này là hai bên là bên đây, bên tay tay phải quý vị là kênh đồ, tay trái là thao hào. Thì cái kênh đồ nó rẻ hơn, nó có thể giá khoảng gần 150-150, nhưng mà diện tích nó nhỏ, nó hai phòng có một gara thôi. Ở cái này thì nó hơi chật chội chút, nhà mà đông người thì ở gì rất là bất tiện, nhất là mùa đông á. Thì cũng giống như kia thôi, nhưng mà nó khác với cái nhà thao hào ở chỗ á, hai tầng là hai chủ khác nhau. Còn nhà thao hào là hai tầng chung với nhà mình là một chủ thôi.
Rồi bây giờ mình ra khu này là khu townhouse, mình trước mặt là condo. Nó là hay xét gần nhau vậy. Bây giờ mình sẽ đi qua một cái khu khác nữa nha quý vị. Bây giờ ra khỏi khu này mình đến cái khu khác, cái khu đó nó mình sẽ qua khu gọi là single house, là single family. Rồi bây giờ mình qua đây. Ra khỏi khu townhouse này nó chia thành khu khác nhau, nó ở nó chia nhà khác nhau hết. Townhouse riêng và single family riêng. Hôm nay khí hậu ở Minnesota bây giờ thấy rất là đẹp. Nó nắng ấm, người ta tranh thủ ra được. Lúc này là thời tiết ấm áp lắm. Nó khoảng cỡ lúc này thì khoảng 10 giờ, khoảng 5 giờ mấy chiều, 5 rưỡi chiều các bạn. Nhưng mà thấy nó sáng trưng giống như 2-3 giờ chiều vậy đó. Khí hậu ngoài rất là tốt, ấm áp, người ta đi bộ ngoài đường. Bây giờ tôi chạy qua đường này tới cái khu bên kia, nó gọi là single family, nhà nó gọi là nhà single house, được gọi là nhà cá nhân. Thì mỗi một cái căn như vậy là nó rộng 5-6 phòng, giá dĩ nhiên rất là đắt các bạn, giá có thể lên tới 300-400 ngàn đô một căn đó. Mặt các bạn nè, thì đất riêng hết, người ta có thể thoải mái, người ta trồng trọt, người ta làm bất cứ điều gì. Đây là khu gọi đại khái là nhà single family, gọi là nhà giàu cũng được, nhưng cũng có thể là không phải nhà giàu nhưng mà nó gọi là nhà riêng đó. Khu này lớn lắm, nhà lớn 5-6 phòng, người ta có thể, nếu gia đình đông người ta mua, người ta có thể ở, có thể ba ra ra, quý vị thấy là ba ra ra, có một cái nhà lớn khủng khiếp luôn, nó gấp đôi gấp ba cái hào hào đó. Cắt cỏ xúc tiết mình tự làm hết, 5 phòng 6 phòng, người ta nếu nhà ta đông ở hoặc là ta mua đấy, người ta kinh doanh, người ta cho thuê hoặc là người ta có thể tận hưởng cuộc sống, nhưng mà dĩ nhiên là giá nó rất là đắt. Đây, khu này là khu single family nữa các bạn. Người ta có thể tự hàng rào riêng, rồi người ta mỗi một nhà có thùng thư riêng hết. Nếu như mà chúng ta có con nít á, nhà đông con thì chúng ta mua ở này thì nó không có ồn ào hàng xóm, không có nhà nào dính nhà nào hết, đất riêng của mình hết, tha hồ làm gì làm. Còn nhà thao hao như nãy đó, các bạn mà ở mà ồn ào thì hàng xóm họ có thể thưa mình, họ thưa mình. Còn đây thì mình thoải mái, không ai thưa mình hết đó. Thì đây tất cả khu này là khu single family đó, cho các bạn xem đó, bự. Nếu mà chúng ta làm mà không có tiền, chúng ta mua những nhà này trả chết luôn á. Nếu chúng ta có điều kiện thì chúng ta nên mua để chỉ gần, biết không, chúng ta kinh doanh, các bạn có thể ở khoảng cỡ 1-2 phòng hoặc nguyên cái tầng payment hay gì đó, các bạn có thể cho kinh doanh thì bạn có thể lấy cái tiền đó các bạn trả cho cái nhà các bạn. Nhiều người Việt Nam mình thì cũng hay làm chuyện này, nhưng mà cũng phải cẩn thận lựa người cho thuê đàng hoàng, chứ gặp những người ba trợn mà cho thuê thì cũng phiền lắm á. Người ta có thể tận hưởng cuộc sống, phải không, nhà sướng lắm. Tóm lại thì để có sở hữu căn nhà này thì không có khó, chỉ cần các bạn có được cái tiền down payment, nghĩa là tiền trả ban đầu á. Trước đây các bạn coi nè, đây là công viên của khu nhà này, các bạn có thể có tiền down payment từ 20-10% đến 30%. Ví dụ như căn nhà 300 ngàn thì bạn có thể từ 30 ngàn đến 90 ngàn thì bạn down vô, còn lại số tiền còn lại thì bạn có thể trả góp trong vòng 5 năm, 20 năm hoặc 30 năm. Thì sau khi trả xong rồi thì gọi là pay up, thì chúng ta coi như sở hữu căn nhà đó. Nhưng mà hàng tháng thì chúng ta vẫn phải đóng cái tiền gọi là tiền, nếu như mà ở single family á, thì chúng ta không có đóng cái tiền cắt cỏ xúc tiết gì hết, chúng ta chỉ đóng tiền rác hoặc tiền điện, tiền nước thôi. Còn nếu chúng ta ở nhà townhouse thì chúng ta phải đóng cái tiền, nó gọi là tiền hoa, nó gọi là home association. Cái tiền đó là của một cái công ty, nó khắt khe cho mình về cắt cỏ xúc tiết, rồi chăm sóc cây cối, rồi đổ rác cho mình luôn. Thì khu bên đây nè, khu này có thể tốn là từ 185 đến 190 đô một tháng. Còn single family các bạn tự làm không tốn đồng nào hết. Nhưng mà thuế đất á, thì single family á, thì mất tiền hơn, một năm đóng có thể 5-7 ngàn đô tiền thuế. Còn nhà này thì năm đóng khoảng cỡ gần 2 ngàn đô tiền thuế. Mặc dù pay up bằng những đóng thuế như vậy, thì tôi vừa dạo xong với quý vị toàn bộ khu nhà ở Mỹ là như vậy đó. Rồi bây giờ mình vô đây mình nói chuyện tiếp với quý vị nha. Không có gì sướng bằng cái mùa hè ở Mỹ đó các bạn. Nhất là tiểu bang mình nó không có lạnh,
nó cũng không có quá nóng. Thưa các bạn, không có gì sướng bằng cái mùa hè ở bên Mỹ này, nhất là tiểu bang Minnesota này. Nó không quá nóng mà nó lại rất là mát mẻ và dễ chịu. Mùa đông thì khỏi phải nói rồi. À, đây là cái khu dãy nhà của mình, thì mình vừa chia sẻ cho các bạn về cái chuyện mà mua nhà. Thì những bạn thấy Hiếu qua Mỹ trong vòng chỉ có 2 năm thôi, sau 2 năm khoảng 1-2 tháng này, 2 năm khoảng 2 tháng là mua được cái nhà rồi. Thật ra nói mua nhà chứ nhà này cũng chẳng phải nhà của mình nữa, nhà của ngân hàng. Mình vẫn phải nợ cái nhà này. À, mình đi chương trình là 15 năm vẫn còn phải nợ đó. Nhưng mà mình có tiền cũng trả thì em trả đâu các bạn, để dành tiền đó để mà đầu tư làm ăn chứ ngu gì trả, dính vô nhà mệt lắm. Có chuyện gì á nó lôi mình ra mệt lắm. Thì cái chuyện đó nói sao đi. Nhưng vấn đề mua nhà ở Mỹ nó không quá khó, nó không phải là một cái gì đó ghê gớm như ở xứ mình đâu. Cho nên các bạn qua Mỹ chỉ cần có 2 năm làm việc đàng hoàng, tính từ ngày bắt đầu làm việc đếm tới, liên tục trong 2 năm có income ổn định là các bạn có thể mua nhà được. Và dĩ nhiên phải có một chút tiền gọi là đau vô là khoảng 10% đến 30%. Vấn đề là có tiền để trả tiền nhà hay không. Dạ xin thưa các bạn, mình là người liệu cơm gấp mắm, cho nên mình không có mua cái nhà quá to, mua nhà nhỏ nhỏ. Chứ mất công các bạn nói mày nói nhảm suốt ngày, không có tiền trả tiền nhà, lo đi làm đi. Thật ra mình cũng đủ sức để mà cover đó, mặc dù nó nhảm những cái tiền trả tiền nhà. Thôi lần sau thì chia sẻ tiếp theo, mình chia sẻ tiếp về vấn đề những cái việc làm mà giúp cho chúng ta có thể tận hưởng được cuộc sống ở xứ Mỹ này. Là những công việc như thế nào để có thể kiếm tiền tương đối cũng nhẹ nhàng, không phải quá vất vả. Số sau mời các bạn nghe nha. À, thì bây giờ thôi xin chào, hẹn gặp lại các bạn. Hôm nay vừa hết xong cái đầu, ăn mừng là sau khi hết bệnh rồi. 2 tuần lễ nằm bẹp dí luôn, ho, sốt, cảm cúm, nó gọi là bị dự ý, nó gọi là dị ứng thời tiết đó các bạn. Bây giờ khỏe rồi cho nên xuống thấy cũng được không? Rồi ủng hộ em nha, cho một like, cho một sub và cho một dòng comment. Cảm ơn, hẹn gặp lại các bạn sau.